Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá heo hơi mới nhất hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, giá heo hơi hôm nay, ngày 7 tháng 6, giảm nhẹ 1.000 đồng trên kg tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 56.000 tới 60.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc lặng sóng. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ và dao động trong khoảng 57.000 tới 59.000 đồng trên kg. Cụ thể, sau khi giảm một giá, heo hơi tại Vĩnh Phúc điều chỉnh về mức 57.000 đồng trên kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Yên Bái, Lào Cai, Nam Định và Hà Nam. Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 59.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận giá heo hơi ở mức 58.000 đồng trên kg. Cùng chung xu hướng thị trường với khu vực miền Bắc, tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận nhiều biến động mới và dao động trong khoảng 56.000 tới 58.000 đồng trên kg. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng trên kg, mức giá 58.000 đồng trên kg đang thương lái thu mua tại tỉnh Lâm Đồng. Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động mới về giá, trong đó, heo hơi tại hai tỉnh Quảng Trị và Đắk Lắk được thu mua với giá 56.000 đồng trên kg, thấp nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực 58.000 đồng trên kg được ghi nhận tại một loạt các địa phương như Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận giá heo hơi ở mức 57.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ và duy trì trong khoảng 57.000 tới 60.000 đồng trên kg. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giá thu mua giảm 1.000 đồng trên kg về mức 58.000 đồng kg. Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động mới về giá. Trong đó, heo hơi tại các địa phương bao gồm Bình Dương, Đồng Tháp và Tiền Giang được thương lái thu mua ở mức 57.000 đồng trên kg, thấp nhất khu vực. Mức giá cao nhất khu vực 60.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Long An, Bạc Liêu. Thương lái tại các địa phương còn lại trong khu vực duy trì thu mua heo hơi với giá trong khoảng 58.000 tới 59.000 đồng trên kg. Thưa các bạn, ngày 5 tháng 6, Công ty Cổ phần Nông nghiệp 3F Việt Nam, 3F Công ty đã khánh thành cùng lúc hai trang trại xanh tại Tây Ninh, gồm trang trại chăn nuôi heo nái công nghệ cao Nam An Khánh và trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao trang trại xanh 2. Xét về tổng thể các yếu tố, từ vị trí đặt trang trại, công nghệ thiết bị hiện đại và quản lý tự động được nhập từ các tập đoàn lớn châu Âu, quy trình xử lý nước thải và tuần hoàn tái sử dụng nước theo tiêu chuẩn cao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trại Nam An Khánh và trang trại xanh 2 có thể xem là trại đạt chuẩn cao bậc nhất tại Việt Nam. Đây là hai trang trại hiện đại thứ 19 của 3F được đưa vào vận hành, cho thấy bước tiến quan trọng trong chiến lược trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực chăn nuôi hiện đại, khép kín 3F Feed Farm Food. Tính đến thời điểm hiện tại, 3F đã sở hữu hệ thống 28 trại, 19 trại đã vận hành và 9 trại đang phát triển, nuôi heo nái và heo thịt trải dài trên khắp cả nước. Tổng đàn lên trên 230.000 con, cung ứng trên 550.000 heo thương phẩm mỗi năm. 3F dự kiến sẽ nâng số lượng trại hoạt động lên 35-40 trang trại trên toàn quốc trong thời gian tới, nhằm gia tăng quy mô tổng đàn và đón đầu việc tăng giá của giá heo hơi trong thời gian sắp đến. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá heo hơi ngày 7 tháng 6 năm 2023. Chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, bình an và thành công trong cuộc sống.